Anh à, cái dòng mẹt này anh có bán trả góp không? Không, đời này còn góp gáp gì nữa. Đời 2011 thì còn góp, làm gì còn trả góp 2011 nữa. 2011 á? Nhìn như kiểu là 2021 nhỉ? Thì con mẹt, này mẹt gì á? Con này nó là C200 form mới rồi. À, C200 form mới à? 2011 form mới này. Đâu? Ông chỉ tôi xem cái form mới nó khác form cũ chỗ nào? Form mới này đầu tiên là cái đèn hậu nó khác này, về phần nội thất nó khác rồi này. À. Đẹp không? Form mới nhìn cái đèn anh em nhìn thấy nó đèn liền đẹp không? Form mới nhìn nó khỏe hơn đúng không? Nhìn nó sang hơn. Mà giá thêm một tí tiền đấy. Bao tiền? Con này đang chào bán là 435 triệu. 435 triệu ông ơi, phết. Nói thật chứ còn gì nữa. Giá đấy bao gồm phí rút hồ sơ luôn đấy. Đây có bao cả hồ sơ. Bao cả hồ sơ đây, nội thất đây. Nhưng mà tôi thấy là anh em khác người ta bán là bao cả vận chuyển cơ, ông có bao à? Có thì hồ sơ vận chuyển thì bên cửa hàng mình bao giờ tôi cũng bán là bao hồ sơ vận chuyển tới tận nhà. 435 triệu bao hồ sơ, bao vận chuyển. Bao hồ sơ vận chuyển tới tận nhà luôn. Tận nhà luôn. Này anh em xem này. Nội thất con này nó đẳng cấp luôn. Nội thất con này màu kem đẹp đấy nhỉ. À form mới thì nhìn cái mặt táp lô với cái vô lăng nó khác với form cũ này. Mà mẹ chắc chắn là người ta không mua chạy taxi ở đây, xe gia đình từ đầu luôn. Con này có zin không? Bao zin luôn, đâm đụng giả lại xe. Đâm đụng giả lại xe. Riêng bán hàng bên mình bao giờ toàn quốc là xe nếu mà giao tận nhà chỉ cần cọc 30 thôi, giao tận nhà luôn. Mọi miền tổ quốc. Uy tín đấy nhỉ. Nó phải thế. Được. Xe 400 triệu chỉ cọc 30 thôi. Em bao rút hồ sơ vận chuyển tới tận nhà đấy. 400 hay là 435? 435 đây. Đời bao nhiêu nhỉ? Đời 2011 form mới. Biển ở đâu ấy? Biển 12 đâu lạ đấy nhỉ? À, biển 12. Lạng Sơn. Cái này ông định làm gì mà không vất vào cho người ta? Đây cái thảm để chân à? Thảm để chân này. Cái này còn nguyên bộ này. Đấy, nếu mà giá đấy bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển tận nhà, nếu mà vận chuyển tới tận nhà mà không đúng như cam kết, không đúng như tả đấy, giá 435 triệu bao hồ sơ giả lại xe và giả lại khách đủ tiền, không thiếu một khách 1.000 nào. Uy tín cơ. Uy tín luôn. Được. Đấy, anh em cũng bác nào thích cái con Mercedes 200 này thì alo trực tiếp hoặc đến cửa hàng em. Nếu kết thì em vận chuyển tới tận nhà ra quát luôn. Ok.